Hello, chào mọi người. Sau khi mọi người nhận được cái link của cái việc xếp nhánh ấy, từ các cái thành viên của các bạn gửi cho các bạn thì các bạn vào để đăng ký và set up. Ví dụ cái link của tôi thì tôi gửi cho mọi người hoặc là của F1 hay là của Upline của các bạn ấy, đẩy lên cho các bạn cái link ấy thì để mà làm được cái việc sign in ấy thì chúng ta sẽ phải ấn vào đây để chọn cái mục Digital Star. Digital Star và English. Sau đó chúng ta ấn vào mục Join. Đó. Nó mới hiện chữ Brand Ambassador. Đây là cái điều kiện để chúng ta có thể thực hiện cái vấn đề thương mại, nếu không là chúng ta chỉ là cái khách hàng sử dụng bán lẻ này thôi, retail này thôi. Nhưng mà chúng ta ấn vào cái mục Brand Ambassador. Sau đó chúng ta sẽ ấn vào cái mục của By Design và là Sponsor Name, tức là Apply đấy. Đó. Ví dụ tôi là By Design 01 đúng không ạ? Lập tức là sẽ ấn vào, chúng ta ấn Continue thì nó sẽ hiện ra đúng không ạ? Thì tôi tên là gì thì nó sẽ hiện ra đây, những người apply ở dưới này. Digital Star English, ok. Đó. Sau đó chúng ta ấn vào Continue. Đó. Sau khi ấn vào Continue, chúng ta sẽ ra được một cái hệ thống để cho đăng ký. Bởi vì By Design có 3 cái mục. Mục thứ nhất đó là Digital, là các sản phẩm kỹ thuật số, nền tảng của các cái tín hiệu SMA mà chúng ta xem, theo dõi. Thì sau này chúng ta sẽ nhận được các cái file giới thiệu. Thì đa số chúng ta làm về cái mảng Digital, tức là các tín hiệu giao dịch ấy. Còn nó có 5 cặp này trong FX ấy. Còn Travel chúng ta cũng có, nhưng mà chúng ta sẽ để ý sau. Wellness, tức là các sản phẩm về trend, về xu hướng, bao gồm Metaverse, các kính thực tế ảo ấy. Thế nhưng mà chúng ta tập trung vào cái mảng tín hiệu này mà thôi. Sau đó chúng ta vào mục SMA. Thì khi mà chúng ta hiểu được ở mảng Digital đúng không ạ, với 129 đồng và 60 BV đúng không ạ, OMA. Sau đó chúng ta đăng ký tất cả các cái thông tin. Đó. Theo cái thông tin, cái zip code là 10.000 đúng không ạ? Ví dụ như vậy, các địa chỉ của chúng ta. Sau đó các địa chỉ, đặc biệt là chúng ta quan tâm đến email. Email và khẳng định email đúng không ạ? Người ta nói rằng là đặt thêm các cái địa chỉ để chúng ta có thể đăng nhập này, điền các cái thông tin đây đúng không ạ? Các cái thông tin sign information này, đúng không? Username và password. Sau đó chúng ta ấn vào đồng ý. Đặc biệt bên này là chúng ta có cái mục shipping payment, tức là gì ạ? Sau này các cái sản phẩm vật lý, ví dụ như là đồng hồ hay mỹ phẩm hay là gì đó, chúng ta sẽ có được cái gửi địa chỉ. Chúng ta có cái mục địa chỉ address chẳng hạn như vậy. À. Và chúng ta cập nhật vào. Nhưng ở đây billing chúng ta sẽ có vào cái multi payment. Thế thì có một cái ở đây là trước khi hệ thống cho các cái ví USDT hay là các cái vấn đề thanh toán khác, chúng ta buộc phải sử dụng một cái tài khoản Visa. Đó. Các tài khoản Visa. Visa đây chúng ta phải biết là nếu mà card number mà sai là chúng ta không đăng ký được đâu. Do vậy chúng ta ấn vào các cái mục trong mã số thẻ đằng sau ấy, nó có các cái ngày hết hạn. Cái này thì rất là đơn giản, đầu tên phải trùng với lại thẻ thì bắt đầu mới có được cái thông tin của chúng ta vào backend. Một điểm nữa là chúng ta sẽ thấy được những người nào làm affiliate đúng không, sẽ có được các cái link affiliate. Ví dụ sau đó chúng ta vào được cái sign in này. Sau khi vào sign in thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái hệ thống và username password đúng không ạ, chúng ta ấn vào login và nó sẽ có. Và sau này khi có nạp rút tiền thì chúng ta sẽ ấn vào KYC đúng không ạ. KYC nghĩa là gì? Là update các thông tin, account profile, KYC tab để chúng ta bảo mật các câu hỏi, bảo mật rất rất nhiều đúng không ạ. Đó, KYC guide đúng không? Thế thì trên đây là cái bảng mà chúng ta có thể nhìn thấy cái cách để chúng ta xây dựng hệ thống.
Đầu tiên cái account My Profile đúng không? Rất nhiều các thông tin product đúng không? Đấy, rất nhiều các sản phẩm nhá, đặc biệt quan tâm đến các vấn đề tín hiệu mà thôi. Ở các video tiếp theo tôi sẽ làm rất nhiều các cái thông tin và cái report này chúng ta sẽ nhìn thấy các hệ thống cây đúng không? Tree, binary đúng không? Rất nhiều các hệ thống ở đây, apply đúng không ạ? Apply là gì đúng không ạ? Chúng ta sẽ nhìn thấy ở dưới đây. Rất nhiều các cái offline họ sẽ đăng ký ở dưới đây, ví dụ như thế. Bây giờ mới chúng ta xây dựng. Thế thì khi mà chúng ta biết được cái này rồi đúng không ạ? Chúng ta sẽ nhìn thấy marketing, vấn đề marketing của chúng ta đúng không ạ? Và personal sale pay. Đó. Thế thì toàn bộ tất cả các thông tin chúng ta có nhánh trái là có một link, nhánh phải có một link, các vấn đề về link affiliate là chúng ta sẽ nhìn thấy ở trong đây. Đấy, thằng đặc biệt là chúng ta có được các cái tỷ lệ năng động rồi tất cả các yếu tố về BV điểm các thứ đúng không? Và đây là mới đầu thì tôi làm cái video này để cho các bạn đăng ký cho nó ok nhất. Sau đó chúng ta đợi các cái ngày gặp nhau để đưa ra các cái giải pháp.